ဒုတိယတစ်ခုကတော့
nhà thiên lời dưới kỳ hạ tình lệ nhà thiên lời dưới kỳ hạ tình lệ mà lấy là đạo này ta hạ cả đạt chi đế tế khi sinh ra mà lấy u bà mà lấy lấy tú tức kỳ lệ ấu nhí nhoa lấy nhà thiên lời dưới lời mà bao kế nhà bình lấy thư bà ấy nào xong tức khu gà đó tế xe nà yá kỳ hạ tình lệ tế xe nà yá kỳ hạ tình lệ mà lấy là đạo này ta hạ cả đạt chi đế tế khi sinh ra mà lấy u bà mà lấy lấy thế cho nên là vì vụ sẽ đến đó là cái karma khổ sở đó ấy cái là ô thế cho nên là vì mà bảo cái cha cha đấy cha con đều được về thứ ba ấy sau khi tâm như vậy con khi hạ sinh như anh đang ngủ đi là đi đó là karma tu nên đã sai nữa lòng người lưu được khu cũ xem mà để ở chú ta lại dài ạ từ thao đó tới khi nữa xin đại mạng đó thì hạ sinh lý cũ trở sẽ chỉ ra ra ở em mà cha khá lao mùi tự kỳ lệ ổ chôn đế nhật tế xa tao tế đủ đi thả bài con thì hạ sinh lý đông dư chết đế tự cho nhật khi lý dư tế giờ này ạ trú nè tất sản lý tế khi lý cũ chỉ đi ra mà chết bài hạ sinh lý xa mạng này ở đi chỉ đi ra ở đó tự cho mà chú ý cha chung đi nhà khi lưu di ma suy nghĩ tức là ô nhà tử thế giờ này ma suy nghĩ khá lao mùi xa giao đi khá lao mùi hà suy nghĩ thế giờ này ma rế xin tài hoài ma rế khi hà sân lưu tâm lưu ở trang ngũ ở đây dân lưu là đi đoài à chất đưa ở đây xe ma gá đi tình nghe giải nghe tất cả đưa lưu vô lý xin xin tư thả vả lý sau đó mình yoga chú ra chỉ chỉ chú ra vào ông ra y qua tha chân nhà vũ suy nghĩ gì như đi khi ha sinh lực sự cháu hỗ trợ bà sau đó mình yoga mình dùng ngũ suy nghĩ gì ở chỉ chỉ đi là gì thế mà ấy tha cho nên sau đó mình yoga ở trên này xem mà ở trên này tại chỉ chỉ ra là ông công ca đi tự do khi ha sinh lực công ca về ra đó khi khi hạ sinh lý mà má khi chú khi hạ sinh lý con gà nghe khi nghe khi hạ sinh lý con gà chí tế thể nà ra khi hạ sinh lý con gà nhờ khi lưu dữ khi hạ sinh lý sao hữu tâm lưu nè ạ khi lưu dung mê thêm mai nó sao hữu tâm lưu nè tình nhớ tạo vô cái YouTube sai đi là đi nếu không ngủ, chú ra chỉ đi ra ở đây, chả mà ra, chú giúp đỡ mà lại nó. Ở khen sư, khi hạ sân lý ấy, nấu thở đến ngay cả lý má, chả lên xong đi ra vào tụ.